Thì giờ hồi xưa là trong đây là có ba nhà: nhà cậu thứ út, nhà cậu thứ sáu và nhà mẹ thầy là thứ ba. Thì hồi đó bà ngoại thầy thì đứng tên, hồi đó ông ngoại thầy là chủ đất. Khi ông ngoại thầy chết thì của vợ công chồng, có chồng công vợ thì bà ngoại thầy đứng tên. Rồi sau khi chết hết hai người thì hồi xưa đã chia nhau hết rồi, đất của ai phần nào là có cái tên, có tuổi, có di chúc hết rồi. Mà đặc biệt thì sư cô có di chúc với có cái giấy ủy quyền là cho bao nhiêu mét đất, thì cho 500 mét ta đất á, là có 500 mét nó có tên rõ ràng. Có nghĩa hồi đó là mua 200 mét còn 300 mét là cho đó. Thì chùa thầy là tổng cộng 500 mét đó. Còn mấy anh em này á, thì hồi chết á, thì bà ngoại thì cũng đã cho rồi, phần nào ra phần đó rồi, với ông ngoại, hồi ông ngoại thầy cho chứ không phải tới bà ngoại thầy. Thì hồi đó là đã có giấy tờ đầy đủ, mà sau khi thì cái giấy đó thì hồi đó bán bên kia là hết mấy trăm mét, là ở bên cái nhà mà cắt biệt thự bên kia kìa. Thì đã cái đó là ông cậu thứ sáu ông không biết, ông ủy quyền cho người ta chạy giấy tờ, nhưng mà đất mình thôi tự nhiên để cho người ta ủy quyền đứng tên. Rồi sau đó thầy mới lên trích lục lại giấy tờ, thầy mới làm lại chùa, rồi đo đạc lại đầy đủ, rồi tách ra rõ ràng mỗi người là có cái phần là trong cái bản vẽ riêng biệt hết rồi. Thì giờ thì giấy tờ hồi đó là giấy đất đai đó là rõ ràng, mà riêng đặc biệt thì có cái cụ già là mẹ ruột của thầy là chia rõ ràng. Còn tất cả các anh em kia thì hồi đó không có di chúc và không có để lại, nhưng mà cũng cắt nhà riêng hết rồi, cũng chia ra người nào có nhà riêng hết, thì cũng không thể nào người nào qua đất này người nào được. Thì chị thầy quên, mẹ thầy là thứ ba, còn cái đất mà đang đứng tên luôn là của bà ngoại thầy. Ở giờ thì thầy muốn làm đo đạc lại giấy tờ thì mày hỏi anh em ai có hùn tiền lại không hùn tiền thì đo đạc hết. Thì anh em nó không chịu bỏ tiền ra thì thầy phải đo đạc hết là chung. Thì giờ ai thầy ra một cái giấy bằng khoáng chung thì ai muốn 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 tách riêng thì nhà ai nấy nấy tự tự lên thả tích trục lợi, hoặc là có thể tự tách thì tại thì dễ hết rồi, cũng phân chia rõ ràng ranh nhà ai nấy ở. Thầy, cái còn cái chuyện giấy tờ mà thầy đi làm cho người ta, thầy giới thiệu người ta Giấy giờ tờ biết thế của người nào? ta, thì cái đó thì giờ công thì giấy tờ dù đúng dù sai thầy không biết, thầy chỉ có giới thiệu thôi. Hiện giờ giấy tờ thì ta đã ra, thì giờ mình trả tiền cho đủ người ta thì mình lấy hai giấy, một giấy cũng lấy rồi. Rồi kế tiếp nữa là giờ mình muốn lấy lại cái giấy cũ á, thì mình trả giấy mới. Thì tiền mình á, thì do mình làm rồi, người ta đưa ra giấy rồi, mà tiền là làm xong rồi sao lấy lại được, mày lấy giấy tờ mới luôn rồi. Hiện giờ lấy giấy cũ, hiện giờ ta đòi mày còn thiếu nợ ta 665 triệu. Hiện giờ mày hoàn trả 65 triệu thì người ta đưa thêm một giấy nữa, có nghĩa là một sổ tách làm hai, đúng không? Hiện giờ mày không đưa thì ta giam cái giấy đó. Rồi kế tiếp nữa là giờ mày muốn lấy trả 65 triệu thì người ta mới đưa lại giấy cũ đó, vậy thôi chứ đâu có gì nữa. Thầy giới thiệu thì đâu có gì đâu à. Giờ tụi con muốn làm thì thầy thầy có số điện thoại còn ấy, giờ thầy rút kinh nghiệm rồi, giờ thầy cho số điện thoại mày tự làm luôn. Rồi giờ mày cho tao nhiêu, giờ tao nói chứ giờ tao chạy xong cái lấy giấy tờ tao đưa mày, cái hôm đưa tiền tao, tại khi đưa thầy thầy phải chuyển cho họ họ mới đưa giấy tờ, tự nhiên giờ mày chuyển cho tao, giờ cái mày lấy giấy tờ xong rồi cái mày mày đổ thừa tao đòi tiền tao, tao lấy đâu tao trả. Thì cái nghịch cảnh là cái chuyện này nè, tự nhiên mày đưa tao 135 triệu mà mày đưa tao có 50 triệu, mà tao lấy giấy tờ cho mày, tao cam kết mày nợ mày, mày còn ghi lại cho tao giấy nợ là 65 triệu thầy cho mượn, rồi lấy giấy tờ đó về xong rồi mày không trả tiền thầy luôn. Nó thứ nhất là thầy cho mượn bản vẽ là hết 30 triệu, 25 triệu mà nó cho thầy 5 triệu là 30 đúng không, là nó nợ thầy 30. Xong rồi á, nó còn ghi giấy nợ là 65 triệu, kêu thầy phải ứng ra, kêu thầy phải bảo lãnh để có ra một giấy tờ đó để cho nó lấy giấy tờ đó để băng đất. Hiện giờ thầy cũng ứng ra rồi, thầy cũng cam kết rồi, thầy mới đưa cái giấy đó rồi, mà giờ có đưa thầy 65 triệu nữa với 30 triệu là 85 triệu chưa, nó thiếu thầy cũng chưa đưa.
mà anh giỡn còn kiện thầy bà kia, bà đưa nó mượn tiền đưa có 50 triệu là không được nữa phần cái tiền đất đó, 30% 35% tiền đất đó. Rồi giờ cái tiền giấy tờ dịch vụ, cái tiền đó là dịch vụ chứ không phải là giấy tờ đất, thì có không bao nhiêu tiền. Còn muốn lên hữu cư thì phải đóng cái tiền, nó còn chưa đóng tiền hữu cư nè, mỗi mét 20 250 triệu, ô 250 ngàn, mà 800 mấy chục mét thì nhân lên đi đó cũng là gần 200 mấy chục, gần 200 mấy chục triệu đó, thì nó phải trả tiền đóng thuế nhà nước. Nhưng mà nó chưa đóng thuế mà cứ đòi đó, đã giấy đó hữu cư, giấy đó chưa hữu cư mà cứ khăng khăng nó hô là phải hữu cư, hữu cư mày đóng tiền chưa, nó cũng lừa. Đất nào mà ta làm hữu cư ta để dưới rõ ràng là lên hữu cư đóng con dấu, rồi hai nữa ta để là lên hữu cư bao nhiêu mét mét này ta đâu có để đâu, mà cứ nói dốt vẫn cứ hô hữu cư. Sao thầy làm hữu cư, thầy làm là không hữu cư, giấy đó là chỉ có giấy là đo đạc đất đai bao nhiêu mét vuông thôi chứ chưa gọi là hữu cư. Còn chuyện đó xong không xong thì giờ thầy nói trả 65 triệu đi thì nó trả lại giấy cũ, mà giờ thầy liên lạc không được nữa kìa. Rồi nó hô còn bữa đó thầy chưa về cái thầy đưa tiền, giờ anh cũng đâu đưa tiền, không đưa mà rồi lấy giấy tờ. Rồi xong nó hô thầy về đi, nó đưa 65 triệu rồi trả nó giấy cũ, mà về anh có đưa 65 triệu đâu. Rồi rồi nó không đưa thầy cái sổ cũ nữa, cái sổ ủa sổ mới mà hợp lấy đó cũng không trả lại luôn à? Không trả lại luôn. Rồi giờ đòi cái bà kia đưa tiền thầy để thầy đưa dịch vụ là mà lại đòi tiền, tiền đâu thầy trả. Ủa giấy tờ mày làm mày dịch vụ là cái tiền mày đưa cho anh ta mà bà giờ đòi thầy, thầy đưa cho họ ăn họ chạy mất tiêu hết, giờ mày đòi ai? Giấy tờ mày cũng lấy luôn rồi, phải như không giấy tờ thì bản nào không bắn gốc, mà hỏi mày giấy tờ một dấu giấy tờ đâu bản nó bắn gốc, chứ không lẽ bắn phụ, bắn phụ là giống photo đó. Rồi giờ công an có nói gì nữa không này? Thì do rồi cái hàng Vinh á, à cái hàng bên đó nó lấy giấy tờ nó cầm hết, giấy chứng chân mứa căn cước nó cũng cầm, giấy tờ xe nó cũng cầm, giấy tờ nhà nó cũng cầm, giấy tờ đất đai cũng cầm. Ở giờ trả tiền cầm là người ta trả giấy tờ lại thì ta mới xử cho nó, chuyện giờ ai xử, nó cầm giấy tờ hết. Ủa giờ cầm giấy tờ của ai? Cầm giấy tờ của nó đó à. Rồi cầm giấy tờ thầy đưa nó giấy mới nó cũng cầm luôn, thì giờ không lấy lại giấy cũ giấy mới rồi sao thầy trả lại giấy cũ? Rồi tiền 65 triệu nó cũng đưa lấy gì thầy để chứng minh ra để trả người ta? Giờ bên kia nó sợ nó trốn luôn à? Ừ. Thôi làm khổ hay không? Bắt thầy ký ủy quyền rồi thầy cũng ghi nợ với 65 triệu. Rồi nó còn ghi nợ thầy 65 triệu nó cũng chưa trả luôn. Hai cái. Nó nợ chuyện. Rồi nó 30 triệu mà nó đo đạc mà bản vẽ lại để ra cái cuốn sổ. Thì vẽ xong mới có cái cuốn sổ kia. Hiểu không? Có bản vẽ đo đạc mới ra được cuốn sổ, chứ còn không đo đạc sao ra cuốn sổ. Thì đo đạc thường thường mấy chỗ kia người ta ăn có 3 triệu rưỡi 6 triệu, nhưng mà cuộn này nó không muốn vội thì ta vẽ liền, thầy chịu nói giờ 20 mấy triệu đo đạc cũng chịu, nó chịu cái thầy ta mới làm liền. Thấy không, là làm xong nó không lấy giấy tờ, không có tiền lấy để hoài. Thầy nói giờ ta nói trước Tết phải trả tiền cho anh ta đủ thì giấy tờ này có hiệu lực, còn không có là anh ta hủy giấy tờ đó, lấy giấy tờ đó nhưng mà không hiệu lực, ta không đưa vô sổ thì nó lại không đưa tiền, rồi đợi tháng tư tháng 2 tháng 3 gì năm sau nó mới lấy, là thầy nói giờ lấy giấy tờ được nhưng mà không có lưu ấy nha, thì nó chấp nhận thì giờ giấy tờ nó đâu có trong bản lưu, với đâu có với nó đâu có đưa hồ sơ nào đâu mà có bản lưu với gọi điện tử điện gì, hồ sơ phải có, nó không có. Rồi giờ giống như lấy giờ có giấy khặt đi cũng thành giả, do nó không có nộp hồ sơ, rồi do ta quỷ rồi nó không đưa tiền đúng ngày cam kết. Cái thầy nói trước Tết phải đưa tiền đủ, đặng ta vô cái mã số với ta đánh vô cái giấy tờ đó đó. Mình phải báo cáo cái số sổ, cái số mà đất đai đó đó. Phải vô sổ, còn này nó tự nó chịu quỷ rồi nó lấy giấy rồi nó còn la làng gì. Lỗi do ai? Giờ ta làm để giờ ra, kêu lấy nó không lấy, nó không tiền. Rồi người ta nói giờ trước Tết đưa lẹ lên, nó không đưa tiền. Cái xong qua Tết nó năn nỉ thầy ơi con muốn lấy. Thầy nói muốn lấy nhưng mà giấy nó quỷ rồi, nhưng mà nó in ra rồi nhưng mà không có vô số á, chịu lấy không? Cái nó ở được. Hiện thầy đưa xong rồi cái giờ đưa lên la làng gì đó. Vinh cái bữa có phải thằng người mà tập xe thầy đó không? Ừ đúng rồi, đó nó thằng đó đó. Ừ đó. Rồi đưa người lại đó, du lịch cũng nó mà đưa cầm dao chém cũng dứt hiệu mấy người đó không?
Nguyễn Thị Thảo, gì Trần, gì Trần Quang Thế gì á, rồi rồi mấy cái người kia đó, ba năm số người đến đều là những người tàn lừa đảo lừa gạt gì đâu. Hỏi giờ làm du lịch nhờ thầy mà còn còn nói cái câu đó, thầy nói, thầy chỉ có nói một câu là giờ giấy tờ ngày mai thầy dẫn xuất công du lịch để ta thích cho nghe, ngày bữa nay là ngày sinh nhật thầy, thôi đi về. Nó đi từ Hà Nội, từ quê miền Trung vô tới đây, bắt nó giờ phải giải quyết liền, đưa tiền không được, cầm dao chém. Con hỏi giờ nó ngang không, phải không? Nó đứng lên nó hùng hạnh, giờ camera không tin đi coi lấy lại, đi kêu công an lấy lại coi đi, thầy không có nói quan nữa chứ. Đó, lấy dao đâu mà không biết thầy. Vì hãy đâm thầy, với thầy chạy chạy nó mới với theo nó, với theo như thầy chạy thì nó nhịn đi, nó còn với theo ra đường với qua với lại thầy bị tại vì la. Ừ, thì thầy nói thầy kiện ra thằng này là vi phạm pháp luật, và hai nó là vô lực hình sự, nó cầm dao chém người ta với người ta mà có bằng chứng, không có đùa giỡn được. Cái việc đúng sai mày khô mi mày nói chuyện đi, mày kiện đi, mày làm tờ đơn. Cái giấy gì mày là nói rõ ràng hay sao mà lúc đó mày không nói đi, người ta giải quyết cho. Còn này mày đưa tiền, người ta đưa xuống hồ sơ, xuống công ty du lịch mà bây giờ mày đòi tiền, tao cũng có tiền đâu tao đưa. Mà nó chuyển ngân hàng, mày chuyển vô rồi mày đợi cũng tao rút về rồi mày, rồi ngày nào mày không muốn làm nữa thì tao mới trả mày, đúng không? Cũng đang cầm dao kêu đưa liền, tiền đâu trong túi, tiền đâu trong chùa mà lấy ra đưa mày. Phải không? Giờ công ty cũng vậy, giờ mà con đưa vô, người ta vô quỷ mày, cái ngày ta cũng hẹn ngày lại mày lấy lại, đúng không? Tao phải rút ra rồi ngày đó hẹn nó, ngày nào giờ nào trả mày, mày mới lại lấy. Còn mày ở Hà Nội, ở bên Mỹ, bên gì kệ mày, người ta hẹn ngày nào mày đi lấy là mày lại mày lấy, tự nhiên cái mày hô cái tay trả liền cho mày, phải không? Cái gì cũng có giờ giấc, giao giấy tờ, giờ giấc, bàn giao giấy tờ, tiền bạc đầy đủ, thủ tục hành chính đàng hoàng, giờ nào lấy, giờ nào trả giấy tờ, giờ nào đưa tiền, phải không? Chứ đâu phải con nói giờ con muốn cái đưa tiền cái ta làm liền cho mình đâu, tao cũng phải giờ dắt rõ ràng. Còn khi con nhỏ bé khư bé khùng bé khu bé khư khùng vậy, nó làm giấy tờ mà nhà nước ta ra là tháng 7 mới hồ sơ, nó cứ phải ra liền, nó khùng không? Hỏi làm giấy tờ nào mà nhà nước ra, nhà nước giao chừng nào có mà đưa, còn đây nha, trong tháng sau nghe rằm phải có giấy tờ liền, tao mà không có mày chết với tao, với không có tiền là mày có chuyện. Hỏi khùng không? Giấy tờ nhà nước ta đưa giao nhân viên hay là một người nào đó giao cho khai khai mới giao cho mình, muốn có liền sao được? Hỏi nó cũng khùng khùng điên điên. Rồi có giấy tờ rồi cái giả bộ hô giả khạc công chứng, rồi lên nó cũng công chứng đưa photo khai cũng chưa chịu nữa, cũng giả bộ lừ ư không đưa tiền cũ, rồi lật đi lật lại đặng ơi, giống như khai la giấy tờ rồi chi bốc nó quỷ cái này lên rồi đợi hô lên chích lục lại đặng lấy miễn phí. Thấy không? Cũng tham không? Thầy ra nếu mà có bản chánh thiệt đi mà đuổi nó đi chích lục lấy không, rồi cái tiền thầy không trả rồi gạt thầy luôn. Giống như mình ra giấy tờ thì đủ rồi cái kiếm chuyện gạt thầy á. Giờ có giấy khặt đi cũng gạt thầy. Hỏi giờ tiền mày không đưa trả tiền cũ mà mày đòi đi chích lục nữa, đòi chích lục giấy tờ đâu mày chích lục. Rồi cái giấy tờ cũ tao lưu ở chùa, tao đưa, có nghĩa là đưa giấy cũ lấy hai giấy mới về, mà nó không, nó lấy có một giấy thôi, thì giờ đưa một giấy về mày chưa đủ tiền ha, đủ tiền việc bắt buộc phải trả, mày trả tiền đủ tao mới ra cái sổ. Giờ ra sổ cái mày giả bộ thế này thế nọ, thấy không? Giờ con làm giấy tờ con nghĩ sao? Phải đợi người ta ra, đợi người ta làm. Còn nếu mà đúng sai, ví dụ người ta làm sai là đợi người ta làm lại. Cái sau đợt sau bắt đầu thầy mới qua bên huyện với này kia, thầy chích cũng chích lục lại, thầy hỏi giấy tờ này có đúng hay không. Nhưng mà ta yêu cầu phải lên thủ cư hết. Giờ phải trực tiếp nó đi đóng tiền là gì? 250.000 một mét vuông, phải đóng tiền đúng 800 mấy chục mét vuông đó thì mới ra sổ lại. Đó là quy định nhà nước. Khi bà ra sổ đó rồi chưa là thủ cư. Nhưng mà giờ tao yêu cầu muốn tách ra làm hai phải lên thủ cư người ta mới cho tách. Thầy theo quy định nhà nước nó yêu cầu vậy, bộ thầy yêu cầu hả? Mà anh cũng chống cự với thầy, nói thầy nói ngược, nói nghiêng. Khi mình làm là chưa có thủ cư, nhưng mà giờ nhà nước muốn không tách ra phải lên thủ cư thì mình phải làm lại.
thì mình ăn chưa mình làm cái hồi là hữu cơ thì người ta cũng ra sổ rồi nhưng mà người ta chưa chấp nhận, thì giờ mình phải bắt buộc phải lên lại hữu cơ chứ, đóng tiền là qua bên bên huyện hoặc qua bên cái tỉnh, quên, qua bên cái xã của mình là đóng tiền người ta mới công nhận, người ta lưu vô. Còn đóng tiền ta không lưu. Giờ con có ra giấy thiệt mà con chưa đóng hữu cư, cũng chưa công nhận giấy tờ, con cũng quỷ luôn. Giờ thầy nói ra giấy tờ mà con cô ra rồi mà con không trả tiền ta thì ta quỷ rồi, con hô giấy thật nữa không? Rồi cái mày hô giả ồ, hô mắc giấy tờ, cái mày chờ trích lột lại giấy đó hả? Không có đâu con, người ta cũng ghi vô sổ mày chưa lấy giấy tờ, ta cũng còn luôn đây nữa, mày hô đi lừa người ta, hô là do tôi không lấy rồi giấy giờ trích lột. Thấy không? Giống như giờ nó giao thầy cái sổ chính rồi, thầy đưa cho người ta để người ta lấy là hai xu cổ, cái giờ nó giả bộ hô mắc kiếm chuyện giả đò lừa nhà nước, lừa chính quyền, hô sổ này đã mắc đặng đi chích lột, đặng ra cái sổ lại họ in ra, thấy không? Giống như giờ con hộ khẩu này kia mắc lên ta cũng chích lột ra thì cũng làm ra con sổ mới rồi, nhưng mà giờ anh làm cái cảnh là giả, thầy làm xong không trả tiền còn nói hô mắc, đâu có qua mặt pháp luật được. Pháp luật mà nó đòi qua mặt luôn, rồi hỏi không làm nó không, nó nói thầy hư, thầy cần không cần quà nhà nước, miễn làm ra có giấy tờ thôi. Ủa không cần ta còn sướng nữa, tao điện cho ai đó ai làm được, miễn nhiêu mắc rẻ cho tao làm đại thì mày có đâu cần nhà nước. Chính mày nói không tin trích đục là cái video nó nói luôn, nói trước mặt thầy. Mà giờ làm giấy tờ thì thầy nói tóm gọn là thầy chỉ có nhờ người ta làm giùm, chứ thầy không làm ra được, thầy đâu có in đâu. Giờ chết ra giờ cũng vô, giờ nhà nước có đến đây thầy đâu có mấy in, mà thầy in mọc dấu đâu ra. Con nói giấy tờ bộ in dễ hả? Rồi con làm thiết kế bộ dễ cái mẫu đó được hả? Mà mọc đâu đóng?